Đêm 27 tháng 4, quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bán quân sự đã tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn do Mỹ và Ả Rập Saudi làm trung gian thêm 72 giờ tính từ thời gian kết thúc thỏa thuận ngừng bắn. tuyên bố nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn được quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đưa ra trong vài giờ cuối cùng trước khi hết hiệu lực ngừng bắn trước đó. Tuy nhiên, trong đêm qua, chiến sự vẫn tiếp diễn tại thủ đô Khartoum và một số khu vực khác. Bạo lực khiến người dân hoảng sợ, không dám ra đường, bị mắc kẹt trong nhà trong tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và mất điện. Tổ chức Lương thực Thế giới ước tính bạo lực có thể khiến hàng triệu người dân Sudan lâm vào nạn đói. Theo Bộ Y tế Sudan, hơn 500 người đã thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương do giao tranh quân đội iran cho biết là họ đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ quần đảo marshall ở vịnh ba tư sau khi tàu này va chạm với một tàu của iran khiến cho hai thủy thủ mất tích và một số thủy thủ khác bị thương Quân đội Iran cho biết tàu chở dầu treo cờ quần đảo Marshall đã bị lực lượng hải quân của quân đội Iran bắt giữ ở Vịnh Ba Tư sau khi tàu này va chạm với một tàu Iran ở khu vực Vịnh Oman và cố gắng bỏ chạy. Hai thành viên thủy thủ đoàn mất tích và một số người bị thương do va chạm giữa hai tàu. Một số nguồn tin cho biết tàu chở dầu bị bắt giữ có tên là Avantis Suite của hãng Avantis Tankers. Dữ liệu theo dõi vệ tinh cho thấy vị trí của tàu chở dầu ở Vịnh Oman, ngay phía bắc thủ đô Muscat của Oman vào chiều 27 tháng 4, Tàu này rời đi từ Kuwait và trong danh sách điểm đến có Houston, Texas của Mỹ. Vùng biển nơi con tàu bị bắt giữ gần eo biển Hormuz là một nút thắt đối với ít nhất 1/3 lượng dầu vận chuyển trên biển của thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết là Nga đang tổ chức thảo luận thường xuyên với các đối tác trong nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS về khả năng mở rộng của khối này. phát ngôn viên bộ ngoại giao nga maria zakharova cho hay toàn bộ các vấn đề liên quan đến mở rộng nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới brics bao gồm brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi đang được thảo luận tại các cuộc họp của khối và điều này đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng và công tác nội bộ tế nhị của năm nước thành viên để đạt được sự đồng thuận theo bà zakharova việc mở rộng brics hiện nay có ý nghĩa hơn cả và khối đang tập trung vào chủ đề này vấn đề đang được lãnh đạo và ngoại trưởng năm nước thành viên thảo luận theo các chuyên gia các nước BRICS có thể kết nạp các thành viên mới như Mexico, Pakistan và Sri Lanka. Đêm 27 tháng 4 giờ Hà Nội, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, trong đó thì ông nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy hợp tác ba bên với Mỹ và Nhật Bản trước những nguy cơ an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Trong bài phát biểu vào ngày thứ tư của chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington, đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh Mỹ Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Suk Yoon Suk Yeol khẳng định liên minh ba bên Mỹ, Nhật, Hàn cần đoàn kết để đối phó với nguy cơ an ninh và nhấn mạnh những nỗ lực gần đây của chính phủ Hàn Quốc trong việc cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản sau nhiều năm căng thẳng. Ông cũng khẳng định mối quan hệ Mỹ Hàn đang nhanh chóng mở rộng ra ngoài các vấn đề chính trị, ngoài việc nhiều công ty Hàn Quốc tạo việc làm tại Mỹ, các hoạt động giao lưu văn hóa xã hội, đặc biệt là giữa những người trẻ tuổi đang gia tăng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết yêu cầu chính quyền taliban tại afghanistan nhanh chóng là đảo ngược các biện pháp hạn chế đối với phụ nữ đặc biệt là cấm phụ nữ nước này làm việc cho liên hợp quốc Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu Taliban bỏ các hạn chế với phụ nữ nhận được sự đồng thuận của cả 15 nước ủy viên của Hội đồng Bảo an. Cơ quan của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng lệnh cấm được thông báo hồi đầu tháng 4 gây phương hại tới nhân quyền và các nguyên tắc nhân đạo. Hội đồng Bảo an yêu cầu Taliban nhanh chóng đảo ngược những chính sách và hành động hạn chế nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng hối thúc tất cả các quốc gia và tổ chức sử dụng ảnh hưởng để thúc đẩy và nhanh chóng đảo ngược những chính sách này và nhấn mạnh tình hình kinh tế và nhân đạo nghiêm trọng cũng như tầm quan trọng của việc phái bộ liên hợp quốc tiếp tục hiện diện tại afghanistan